Đây là cái chỗ du lịch Bowman Cave. Thì cái này là một cái hang, theo có cái hang. Ở đây là núi, khu vực núi để cho người ta đi bộ lên núi. À, còn đây thì chỗ này là lần đầu tiên mình đi, cho nên mình cũng không biết là ở trong đây nó như thế nào. À, chúng ta sẽ cùng khám phá khu vực này nhé. Ở đây là khu vực bãi đậu xe, mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem nhé. It's so heavy. It's so heavy. Come on. You strong boy. Where are you going, Leo? Where are you going? Look how strong you are. Come on. Say hi. Hello. Say hi. Đang nhắn tin cho chồng. Ok, bây giờ đứng hai bên cây cầu đi, rồi chụp hình nè, nè. Quay mặt lại đây hay là quay quanh? Chụp hình hả? Hả? Đứng hai bên đi, đứng hai bên. Stop. Leo. Here. Come here, Leo. Yeah. Đưa máy chụp hình đây, ba chụp cho. Hả? Con chụp hả? We on YouTube. Come here, we on YouTube. Cái người ở phía sau á đứng xích ra ngoài vậy nè. 9 giờ. You stand like V letter. V letter. A V letter and we see all the You are the middle. We see yeah. Everyone. Hurry. Leo. Kêu nó đứng chỉnh chữ V á, đứng xích ra. Mấy đứa trong nè. You stand up like V letter right here, the middle right here. And we see all of you. Ủa Adi đâu? Come on. Ủa Adi thấy Adi. Rồi, đi lên chụp đi, đi lên. Adi chỉ có sau lưng trên nè, không thấy mặt gì. Hi, smile. Yeah, stay my hair, smile. Mom, like your camera. You see it? Yeah. Adi xích vô, Adi xích vô đây, hiểu giữa. Adi đứng sau đứa bé kia kìa, đứng sau đứa bé kia kìa đó. 1, 2, 3. Alright, let's go. Okay, second chance. No, second chance. Người ta tới rồi. Oh no, oh wow, go. Oh wow. Oh wow. Leo, come on. Is the water down there? Come on. People down there. Yeah, water. Let's go, let's go. Wow. It's a cat. Yeah, open gate. Oh, open gate this way. Cái vậy? Cái sân open gate. Như là cái chỗ này nó quay vô mặt lên đầu tiên á. Uh-oh.
open shape, we have to go back out. Ờ, à, thì nhìn bản đồ mới biết chứ giờ. Ok, nhóc đứng xích ra cho người ta coi kìa. Oh, open cave, mình đi ngõ này nè. No, đó open cave parking là chỗ mình né. Ok, bây giờ xuống cái đó là cái for kìa. Go, 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 go. Okay. Come on, let's go. Leo, 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 push it, push. You okay? Come on. Hi. Say hello. Hi. Hello, Aiden. Uh-oh. Uh-oh. AJ. Say hello. Hi. Hello. Hello. Ở bên đây mà chiều chiều ai dám đi rừng này trời. Rừng. Rừng cây ghê không? Bây giờ mình nhìn cái bản đồ mình không biết là chỗ nào luôn. Omen Cap. I see you. I see you, Leo. Đây đây muốn uống nè. Đây là uống nước đi con. Nothing. Thấy nhìn thấy chứ ơi. Giống như là teen vậy. Đi vậy. It's... It's scary. Ghê quá. Dylan. Yeah. No. Dylan đừng có đi giỡn. Đi xích vô ghê lắm. Dylan. Cái ghê luôn, sâu thật là sâu vậy. Nhanh lên, đưa lên. Oh, Mom, we're halfway there. 1.5 miles left. Yeah. You're halfway there. All right, let's keep on going. So if we take less breaks, we'll make there on time. Less pictures, Mom. Let's hustle. Mom. Đi leo núi mà. Vậy là nãy giờ mình đi có một mile thôi. Hồi nãy một mile thôi. Đó, tại vì visitor center kìa, một quán mile kìa. Còn mai rưỡi nữa. That's it, AJ. That's it.
That's it for. That's it right that. A little bit longer. Đi vô nữa. This is a dam. Uh-huh. Cái này cái đập để tràn á, nước nhiều nó tràn qua. Nước nhiều á nó mới tràn qua. Cẩn thận. Phải cẩn thận. Cẩn thận, be careful. Con chó. Con chó sao lưng cái gì? Con chó nó đi ngang qua gì đó. Nó bự thật bự. Ôi da. Ồ nó lên cái khúc này cũng đuối nữa đó. Đá. Đất có trên, đá dưới. Không biết sao ở đây không có cỏ không? Dạ. Không có ánh nắng. Oh. Ánh nắng không lọt dưới cỏ nó sống đâu có nổi. Ê con gì vậy? Chị làm gì? Con gì? Ai biết sao chị đụng mà chị cứ kì giật em đâu. Em nhỏ nhỏ đâu. Ờ nhìn xa xa giống con gì. Em nhìn đâu con gì mà em thấy chị cứ giật kì giật em. Con gì kìa. Thằng Mỹ đứng đây mà dòm qua dòm lại. Ủa sao thằng thấy nhỏ ngồi đây mà Mỹ nó đâu mất tiêu rồi. Okay. Tới rồi. Tới giờ đi lên. We're done. Cái gì vậy? Whatever you do, don't look down.
Sao vậy? Sao mình không đi bên đây cho gần? Mình đi đâu mà xa vậy trời? Wow. Okay, I'm looking down. Oh, you đây có một cái hang. I don't know. I don't go this way yet.
extra half mile. It only took us an hour to get. So if we gotta go back now, we'd get back at 3. And that's too early. When are we going to leave? We're gonna leave at 4:30. They should have beat the place by 5, and then we'll still be back. Thank you. Oh,
get done. Nothing to do with it. Nothing to do with it. Leo! Leo! Hello! What are you doing? I brought it! Anh quậy dễ sợ rồi. Cái này á phải mưa nhiều á mới có nước nhiều. À, mưa nước nó mới xuống nó mới đầy cái này luôn á. Không có, tự nhiên nó vậy. Không ai chơi với em chơi mình kìa. Em chơi mình đó hả? À hả? Cái gì? Có cá. Đó, thấy không? Nhặt đá. Có gì quá. Ở chỗ này chắc nhặt đá cái gì nè. Nhặt đá. Ủa cái này chắc nhặt đá. Nó rào lên hết trơn nè. Đúng rồi. Này nó rào lại quá trời hai ba lớp luôn. Bên đây cũng có nữa nè. Cái khu vực này chắc không có nhà ở đâu. Dò lại cái chỗ này là con biết cái chỗ đó là cái gì điện hình đi lên.
có nhà ở nè.